Theo truyền thông Pháp, Juventus đang muốn mời Zinedine Zidane ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng kể từ mùa giải tới. Được biết, đội chủ sân Allianz đã liên lạc để mời Zidane khi biết về tin đồn mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez. Thời điểm hiện tại, hợp đồng của chiến lược gia người Pháp với Real Madrid còn thời hạn đến tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, Zizou được cho là không đồng ý với câu lạc bộ về chiến lược phát triển trong tương lai, nên khả năng cao về chiến lược gia này sẽ chọn ra đi. Nếu trở thành huấn luyện viên trưởng của Juventus, Zidane sẽ tái ngộ với cậu học trò của Cristiano Ronaldo, người đã cùng với ông giành 3 chiếc cúp Champions League. Ngoài ra, cúp C1 châu Âu cũng là mục tiêu mà lão phu nhân theo đuổi nhiều năm nay. Ngoài Ronaldo, nhà đương kim vô địch Serie A cũng cần một huyền trưởng tốt hơn, nhưng Maurizio Sarri vẫn chưa cho thấy sự yên tâm cần thiết. Theo thông tin từ Marca, Real Madrid sẽ gọi trở lại thủ môn Andrei Lunin cho mùa giải tới. Cầu thủ 21 tuổi người Ukraine sẽ bắt dự bị cho Thibaut Courtois. Được biết, trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, anh bị đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục cho đi học việc ở đội bóng hạng nhì là Oviedo. Tuy nhiên, trong những trận gần đây khoác áo Real Oviedo, Lunin thi đấu khá hay và khiến cho Zinedine Zidane suy nghĩ lại. Đáng chú ý, Lunin được đánh giá là rất có triển vọng và nằm trong danh sách ứng cử viên giành danh hiệu Golden Boy năm 2019. Bên cạnh đó, Real Madrid quyết định đưa Lunin trở lại Bernabeu, cũng đồng nghĩa với việc Alfonso Areola sẽ phải trở lại PSG sau một năm hết hạn hợp đồng cho mượn. Mùa giải hiện tại, Areola đã ra sân thi đấu 12 trận cho Real Madrid, nhưng anh không được đánh giá cao. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những tin đồn về việc Arthur Melo, một nhân tố quan trọng trong hàng tiền vệ của Barcelona, có thể bị đội chủ sân Camp Nou đưa vào thỏa thuận mua Lautaro Martinez. Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn vừa qua với Gazeta dello Sport, đích thân ngôi sao người Brazil khẳng định mình muốn gắn bó lâu dài với Barca. Tôi rất hạnh phúc ở đây, tôi cảm thấy mình sẽ còn ở đây thêm nhiều năm nữa. Giờ tôi cảm thấy rất sung sức sau cả thời gian phục hồi và không thể chờ đến ngày giải đấu khởi tranh trở lại. Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ tới vào lúc này. Được biết, Arthur Melo vẫn còn hơn 4 năm trong hợp đồng với Barca, cùng với mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 400 triệu euro. Mùa giải năm nay, Arthur Melo vắng mặt khá nhiều vì chấn thương, nhưng mỗi khi khỏe mạnh, anh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình ra sân. Theo đề xuất từ FA, sân vận động Wembley và St George Park được đề nghị tổ chức các trận đấu còn lại của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Khả năng cao, các trận đấu diễn ra ở hai sân vận động này sẽ không có khán giả. Các sân vận động nằm ở phía Nam, Midlands và phía Bắc đang được đưa ra để tham khảo. Ngoài ra, FA cũng đề nghị tổ chức một trận đấu một ngày. Việc thi đấu tập trung như thế sẽ giảm thiểu cho việc đi lại của các nhân viên, truyền thông và đội ngũ y tế. Bên cạnh đó, FA cũng đang xem xét hoàn tất các giải đấu dành cho nữ và nhiều các môn thể thao khác. Được biết, sân Old Trafford của Man United và Ajax Bale của Southampton có khách sạn với sức chứa lớn. Hai địa điểm này được xem là nơi có thể tổ chức các trận cricket của Anh. Theo thông tin từ Daily Mail, Samir Nasri đã không liên lạc với câu lạc bộ chủ quản Anderlecht trong thời gian bị cách ly sau khi tới Dubai du lịch. Mặc dù đội bóng của Bỉ yêu cầu các cầu thủ báo cáo cụ thể về lịch trình di chuyển kèm thời khóa biểu tập luyện, ngay sau đó Anderlecht đã quyết định sa thải Samir Nasri. Thời điểm hiện tại, cựu tiền vệ của Man City mới chỉ thi đấu 8 trận cho Anderlecht và góp vỏn vẹn 2 bàn thắng. Nasri gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu kể từ tháng 10 năm 2019. Theo Transfer Market, Samir Nasri được đánh giá 1,44 triệu bảng. Samir Nasri nổi danh trong mùa áo Marseille và được Arsenal chiêu mộ vào mùa hè 2008. Sau đó anh chuyển tới Man City và giành 2 chiếc vô địch Premier League. Đáng chú ý, chiến thuật này từng được gọi là thần đồng của bóng đá Pháp. Trong ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuyển thủ Futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa chưa thể về nước ngay lúc này vì không có chuyến bay từ Tây Ban Nha về Việt Nam. Tính đến nay, Đức Hòa đã bị kẹt lại thành phố Ferrol của Tây Ban Nha 27 ngày. Anh chỉ còn lại một mình trong căn hộ mà đội bóng đang thi đấu cung cấp, trong khi hai cầu thủ Nhật Bản đã trở về nước. Thời điểm hiện tại, Đức Hòa chưa biết khi nào mình có thể tìm được chuyến bay về Việt Nam. Đáng chú ý, Tây Ban Nha hiện có số ca nhiễm corona cao ở châu Âu và bị tác động mạnh thứ ba trong khu vực.